Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Chiều 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán giáp thìn, nhiều người đã quay trở lại dù chưa hết kỳ nghỉ lễ, khiến cửa ngõ Hà Nội xảy ra ùn tắc. Vào lúc 15 giờ, từ cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến đường dẫn vào trung tâm thành phố và đường vành đai ba trên cao, Un tắc khoảng 3 đến 4 km. Các phương tiện nhích từng chút một theo hướng vào nội thành, nhiều xe đi vào làn dừng khẩn cấp để vượt lên. Tại tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua Ngọc Học Hội, lượng phương tiện gia tăng theo chiều vào trung tâm thành phố, nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Một vài người cho biết, dù chưa hết kỳ nghỉ lễ nhưng gia đình đã trở lại thành phố để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên và cũng lo ngại tắc đường vào cuối kỳ nghỉ Tết nên trở lại thành phố sớm. Theo quy định Người lao động được nghỉ Tết hết ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, trở lại làm việc từ ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, theo sự báo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ngày 13 đến 14 tháng 2 sẽ là cao điểm người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị, trước đây, một ngôi nhà 5 tầng ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, sau khi hoàn thiện đã gặp phải sự cố móng, khiến toàn bộ công trình nghiêng hẳn sang một bên. Độ nghiêng tính từ tầng 5 xuống tầng 1 khoảng 1 mét. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị chức năng ngay sau đó đã yêu cầu chủ nhà không được sử dụng nhà và các hộ xung quanh chuyển tạm thời. Sự thật về câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước đây, trên một số trang mạng lan truyền hình ảnh một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng xong chưa lâu nhưng đã bị nghiêng về phía bên phải khá nghiêm trọng. Quan sát căn cứ trên độ cao từ tầng 5 xuống tầng 1, độ nghiêng của ngôi nhà khá lớn và nhiều người ví von đây như là tháp nghiêng pizza của địa phương. Theo thông tin, ngôi nhà 5 tầng này nằm trên địa bàn xã Đức Lý của huyện Lý Nhân Hà Nam. Ông Nguyễn Quang Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Lý Lý Nhân Hà Nam, thời điểm đó xác nhận ngôi nhà nghiêng này là của hộ gia đình ông Hùng bà Mơ nằm trên địa bàn làng báng của xã. Ông Phi cho hay gia đình ông Hùng ở trong xóm, còn ngôi nhà 5 tầng này được xây dựng xong ở khu mặt đường liên huyện, nhưng do bị nghiêng nên khi đó vẫn chưa đưa vào sử dụng. Ông Phi nói, thông tin chúng tôi nắm được thì nguyên nhân có thể do gia đình và thợ thi công xử lý vấn đề nền móng của ngôi nhà không tốt nên mới xảy ra hiện tượng nghiêng đến như vậy. Vào năm 2019, theo thông tin sơ bộ, độ nghiêng của ngôi nhà tính từ tầng 5 xuống tầng 1 khoảng gần 1 mét. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Lý nêu rõ, ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã đã báo cáo các cơ quan chức năng và cử cán bộ địa phương xuống kiểm tra, yêu cầu gia đình có giải pháp để khắc phục việc nghiêng của ngôi nhà. Ông Phi nêu rõ, Gia đình đã tìm nhiều cách để xử lý khắc phục việc nghiêng của ngôi nhà. Bên cạnh đó, về vấn đề kinh phí để thực hiện việc khắc phục khá tốn kém, lên tới vài trăm triệu đồng. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đức Lý thông tin thêm, trước ngôi nhà này ở địa phương chưa từng xảy ra hiện tượng nhà của người dân nào bị nghiêng như vậy. Trong khi đó, tại Hà Nội trước đây, từng có gần 80 hộ dân ở tổ 79 khu dân cư 22, khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin ngõ 8B Vũ Thành – ô Trợ Dừa Đống Đa Hà Nội, luôn phải sống trong cảnh sợ hãi khi ngôi nhà có tình trạng lún, nứt nghiêng, rột xảy ra nghiêm trọng. Các hộ dân sống trong khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin phường Ô Trợ Dừa cho biết, nhiều năm nay họ luôn phải sống trong sợ hãi vì khu nhà có thể sập bất kỳ lúc nào. Tương nhà thì bong chóc, Cầu thang dạn nứt, sụt lún nên người dân đã phải tự gia cố để ở tạm. Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin được xây dựng từ năm 1979 với 4 đơn nguyên cao 5 tầng. Đến năm 1991 thì có hiện tượng nghiêng, dạn nứt nên ban quản lý tòa nhà đã dỡ bỏ 2 tầng của đơn nguyên 3 và 2 tầng của đơn nguyên 4. Tuy nhiên, sau khi dỡ vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng xuống cấp, cơ quan chức năng đo đạc thông báo với cư dân là khu nhà nghiêng 15 độ. Cũng vì quá chật trội nên các hộ dân ở đây đã tự ý cơi nới các căn hộ, nhiều nhà đua ra ngoài ban công đến cả 4-5 mét. Điều này gây nên nguy hiểm cho chính tính mạng của hộ dân ở đây. Từ ngày 1 tháng 7 khi cải cách tiền lương, công chức viên chức sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành. Bảng lương công chức viên chức hiện nay Theo nghị quyết 104-2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 sẽ thực hiện cải cách tiền lương. Vậy nên, trước thời điểm này, ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6, tiền lương cán bộ công chức viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành dựa trên lương cơ sở và hệ số lương. Nghị định 204-2004 của Chính phủ nêu rõ tiền lương công chức viên chức được tính bằng công thức, tiền lương bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Trong đó, hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204-2004 của Chính phủ theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó. Còn mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng một tháng, căn cứ theo Nghị định 24-2023 của Chính phủ. Căn cứ vào những quy định này, bảng lương công chức viên chức từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 được tính như sau. Theo bảng lương này, tiền lương công chức thấp nhất là 2 triệu 430 000 đồng một tháng, tương ứng với hệ số 1.35 của công chức loại C và tiền lương công chức cao nhất là 14 triệu 400 000 đồng một tháng, tương ứng hệ số lương 8.0 của công chức loại A3 nhóm 1. Theo bảng lương viên chức nêu trên, tiền lương viên chức thấp nhất là 2.700.000 đồng một tháng, tương ứng hệ số 1.5 và cao nhất là 14.400.000 đồng tương ứng hệ số 8.0. Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày mùng 1 tháng 7 theo nghị quyết số 27 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa 12 khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 sẽ xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể, xây dựng một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất, giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau, mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới. Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở trung ương không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do bộ chính trị quyết định sau khi đã báo cáo ban chấp hành trung ương xây dựng một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức viên chức không giữ chức danh lãnh đạo mỗi ngạch công chức chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề sắp xếp lại nhóm ngọc và số bậc trong các ngạch công chức chức danh nghề nghiệp viên chức khuyến khích công chức viên chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức viên chức thực hiện xây dựng ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang gồm một bảng lương sĩ quan quân đội sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp chuyên môn kỹ thuật công an một bảng lương công nhân quốc phòng công nhân công an trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay